Tôi đang có mặt tại một trong những tổng kho lớn nhất của Amazon tại khu vực vùng Đông Bắc nước Mỹ. Nhìn bên ngoài thì nó không khác nhiều so với các nhà kho thông thường. Tuy nhiên chúng ta sẽ thử khám phá xem bên trong có điều gì đặc biệt. Để vào được tổng kho, tôi cần sự hỗ trợ đặc biệt của Rachel, giám đốc khu vực, và lưu lại ID bằng một bức ảnh selfie. Wow. Anh thích chứ? Yeah. Rất thích. Chúng tôi có thêm Ali, người phụ trách quá trình vận hành nhà kho. Amazon rất quan tâm tới đánh giá của khách hàng. Chúng làm công nhân tự hào hơn. Anh thấy đấy, các đánh giá đó được đính lên tường như một cách để nâng cao tinh thần tự hào của công nhân mỗi ngày. Bí mật đầu tiên trong quy trình chuyển hàng nhanh của Amazon đó là lưu kho các mặt hàng doanh nghiệp gửi tới một cách khoa học. Các doanh nghiệp có thể chọn nhiều cách, nhưng đây là cách nhanh nhất. Họ chuyển hàng tới kho của chúng tôi. Chúng tôi phân loại sẵn để phục vụ các khách hàng như Prime một cách nhanh nhất. Công việc đơn giản hơn nhiều với những chú robot này. Chúng mang trên lưng hàng trăm mặt hàng, được lập trình để tự động tới các điểm lấy hàng. Công việc của các công nhân chỉ là đặt đồ vào khoang còn trống. Máy soi sẽ báo khoang nào đầy với ánh sáng tím. Xin chào, tôi có thể giúp anh không? Được chứ. Tôi nên bắt đầu với sản phẩm nào đây? Thử cái này đi. Quẹt mã ở đây này. Và đâu nhỉ? Đâu cũng được, trừ mấy ô màu tím ra. Xong rồi, cảm ơn anh. Phải học bao lâu để anh có thể làm được việc này? Khoảng vài tuần, vừa học vừa làm. Họ có đòi hỏi anh phải có bằng cấp cao gì về công nghệ không? Không không, chỉ cần họ đào tạo là anh làm được. Anh quá may mắn đấy nhỉ? Đúng thế. Còn đây là nơi sau khi sản phẩm đã được khách hàng chọn mua, máy chủ dựa trên lệnh đặt hàng gọi robot tới tận nơi cho công nhân nhặt đồ ra và đặt vào khay. Làm sao anh biết chính xác mặt hàng mình cần lấy ra? Đơn hàng sẽ có cả hình minh họa, số lượng, công ty cung cấp, anh không thể nhầm được. Dễ dàng quá nhỉ? Đúng, dễ như ăn cơm vậy. Từ đây các khách hàng được chuyển tới công đoạn tiếp theo, đó là đóng hộp. Trong phần 2 của đi và trải nghiệm tại tổng kho Amazon, chúng ta sẽ đến với công việc của một huấn luyện viên robot và thử tham gia vào quy trình đóng hộp các sản phẩm.